Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của mình. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn cách tìm kiếm hình ảnh trong Excel. Trong bảng dữ liệu, mình có tên một số hãng ô tô nổi tiếng và logo tương ứng của các hãng. Kết quả của bài hôm nay là khi mình chọn bất kỳ hãng xe nào ở đây, thì ở ô kế bên sẽ hiện ra hình ảnh logo tương ứng. Cùng bắt đầu nhé mọi người. Đầu tiên mình tạo danh sách thả xuống trước nha. Mọi người hãy vào menu Data, chọn mục Data Validation. Tại mục Allow, chọn chế độ List. Tại mục Source, mọi người hãy chọn toàn bộ danh sách hãng ô tô ở đây. Xong OK, bây giờ mình đã có được danh sách các hãng ô tô rồi nè. Tiếp theo, mình sẽ làm tới phần hình ảnh. Mình chọn vào ô chứa hình ở đây nha. Mọi người nhớ là chọn vào cái ô, chứ không chọn vào cái hình nha. Xong nhấn Ctrl C, sau đó chọn chuột phải bên này, chọn mục Test Special, rồi chọn vào mục cuối cùng này là Link Picture. Khi dán kiểu này thì ô được dán trở thành vùng tham chiếu. Mọi người thấy là ô công thức đang hiển thị bằng C2 đúng không ạ? Nếu mình sửa thành C3 thì hình ảnh cũng đổi theo. Hoặc nếu mình ghi chữ vào trong ô C3 này thì ở ô bên đây cũng hiện chữ. Nói chung là cách paste này biến ô mới dán này trở thành vùng tham chiếu, phản ảnh đúng nội dung của ô mà mình muốn, kể cả hình ảnh. Tiếp theo, mình viết công thức tìm kiếm ra nhé. Đối với hình ảnh, mình không dùng VLOOKUP được, nên dùng INDEX kết hợp match nha mọi người. Nhập công thức bằng INDEX, mở ngoặc, Array là vùng dữ liệu, mình chọn hết bảng dữ liệu luôn. Phẩy, mình dùng hàm match để tìm rau nương. Lookup value là OF2 ở đây, nhớ cố định ô này lại. Xong vùng tìm kiếm là vùng tên của hãng xe. Cố định vùng chọn với phím F4. Mình tìm chính xác nên nhập số 0. Đóng ngoặc, phẩy. Mình cần tìm hình ảnh là ở cột thứ 2 trong bảng dữ liệu, nên mình nhập số 2 vô. Đóng ngoặc, Enter. Kết quả trả về là 0, vì trong ô C2 không có dữ liệu. Mình đổi tên hãng xe sang Hyundai nha. Kết quả trả về nội dung trong ô C3. Vậy là công thức của mình đã đúng rồi nè. Bước tiếp theo, mình copy nội dung công thức vào menu Formular, chọn Define Name, nhập tên công thức là tìm logo. Mình dán công thức vô mục Refer To, xong OK. Thì bây giờ, trong cái ô mới dán này, thay vì cho công thức tới ô C3 thì mình nhập tên của công thức lúc nãy là tìm logo, xong Enter. Đấy, bây giờ là logo sẽ đổi theo tên hãng xe khi mình chọn nha mọi người. Vậy là mình đã xong bài hôm nay, tìm kiếm hình ảnh trong Excel. Anh chị và các bạn hãy like video và subscribe kênh để nhận được nhiều video hay nhé. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.